với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,44 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2023. Mỹ tiếp tục giữ vị trí là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong số các thị trường xuất khẩu, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam và đều đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên trong 11 tháng đầu năm 2023. Trong 11 tháng năm 2023, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 với 1,44 tỷ đô la Mỹ, tương ứng chiếm 17,4% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, trị giá xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ lại ghi nhận giảm tới 28%. Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với 1,39 tỷ đô la Mỹ, chiếm 16,8% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và giảm 11,8% so với cùng kỳ. Thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1,24 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15% và giảm 14,9%. Dù sụt giảm về xuất khẩu, đối mặt với nhiều khó khăn trong năm nay, nhưng ngành dệt may Việt Nam đã bứt phá cả về thị trường và mặt hàng với kim ngạch xuất khẩu đạt 40,3 tỷ đô la Mỹ. Chưa năm nào ngành dệt may Việt Nam xuất khẩu nhiều vào các thị trường với 104 thị trường vùng lãnh thổ như năm nay. Hiện Việt Nam đang nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, trong đó Hoa Kỳ là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiếp đó là EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Ngành dệt may Việt Nam còn nhiều dư địa để tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu. Về mặt hàng, các doanh nghiệp đã thay đổi rất nhiều, có sự đa dạng hơn với 36 mặt hàng may mặc. Trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, Vitas kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc tốt hơn cho ngành và xây dựng mục tiêu toàn ngành năm 2024 đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được điều này, toàn ngành cần thực hiện 5 vấn đề lớn, đó là đa dạng hóa thị trường, phát triển bền vững, đầu tư công nghệ, công nghiệp thời trang và tuân thủ và thích ứng nhanh với luật chơi toàn cầu. So với thời điểm nửa đầu năm, số tiền hoàn thuế bình quân tháng đã tăng 37%. Đây là kết quả bước đầu của nhiều giải pháp được ngành thuế quyết liệt triển khai để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp. Đối với những địa phương còn tồn đọng nhiều hồ sơ, ngành thuế sẽ tập trung rà soát giải quyết ngay. Thực tế cho thấy, việc áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng ra kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế đã loại bỏ được sự can thiệp thủ công của cán bộ thuế. Đối với các hồ sơ phân loại vào diện hoàn trước kiểm sau hệ thống xử lý nhanh và đã được doanh nghiệp ghi nhận. Chúng tôi thực hiện hoàn thuế qua Cổng Thông tin Điện tử Quốc gia, thời gian hoàn thuế trong khoảng 6 ngày và chúng tôi được cán bộ thuế hỗ trợ nhiệt tình và nhanh chóng. Trong năm nay, chúng tôi đã được hoàn thuế 40 tỷ đồng. Mặc dù đã đạt được những kết quả ban đầu rất tích cực, nhưng hiện tại, số hồ sơ hoàn thuế tồn đọng tại một số địa phương còn lớn. Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng cán bộ quản lý, giúp giảm số hồ sơ cũng như số tiền còn treo chưa được hoàn và báo kịp thời vướng mắc phát sinh để giải quyết ngay những điểm nóng về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. Thưởng Tết năm nay sẽ không cao và có khả năng ngang bằng năm trước, bình quân khoảng 6 đến 6,5 triệu đồng một người. Nhiều doanh nghiệp cho biết, đến thời điểm này cũng đã có kế hoạch cũng như chuẩn bị nguồn tài chính để thưởng Tết cho người lao động. Khảo sát cho thấy, đa số doanh nghiệp cho biết sẽ giữ nguyên mức thưởng Tết như năm ngoái, phổ biến ở mức 1 tháng lương thực lĩnh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định, đa số doanh nghiệp sẽ thưởng 1 tháng lương 13 và sẽ có doanh nghiệp không có thưởng Tết. Do vậy, đã lên phương án chăm lo Tết cho người lao động sớm, đặc biệt là đối tượng yếu thế, ngừng việc, mất việc. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho gia đình chính sách, người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho gia đình chính sách, người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền chăm lo dự kiến khoảng 916 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, số tiền tăng thêm năm nay chủ yếu để chăm lo cho trẻ mồ côi, người già và các đối tượng khó khăn khác vẫn còn chịu tác động bởi tình hình kinh tế xã hội hậu đại dịch. Năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tham mưu cho thành phố ban hành chính sách chăm lo cho người có công trên địa bàn, dự kiến nâng mức chăm lo so với trước. Bởi những chính sách chăm lo cho người có công đã áp dụng nhiều năm không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã có kế hoạch chăm lo hỗ trợ cho khoảng 139.000 công nhân, người lao động với kinh phí trên 71 tỷ đồng. Chiều 16 tháng 12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên tại Hà Nội năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng cho biết, tỉnh Điện Biên hiện có 31 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích cấp quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh, 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật xòe Thái và thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngoài ra, Điện Biên là tỉnh duy nhất trong các tỉnh Tây Bắc có sân bay kết nối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, vừa được nâng cấp thành sân bay lớn đủ điều kiện để cho máy bay A320, A321 hoạt động. Hệ thống giao thông đường bộ với các tỉnh trong khu vực đang được quan tâm đầu tư mở rộng. Đó là những yếu tố quan trọng để tỉnh Điện Biên xây dựng và phát triển. Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch Hà Nội đều chung đánh giá Điện Biên có lợi thế lớn, thu hút khách du lịch từ thị trường Hà Nội trong vòng cung Đông Tây Bắc. Bên cạnh sản phẩm truyền thống như điểm di tích Điện Biên, khu vực ngã ba biên giới A Pa Chải đã là điểm thu hút khách từ thị trường khách Hà Nội do đường xá dễ đi lại. Do đó, tỉnh Điện Biên cần tích cực quảng bá, truyền thông, tạo điểm nhấn tới du khách. Theo kế hoạch, Festival trình diễn Khèn Mông, lễ hội hoa tớ dày năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 12 tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đây cũng là dịp Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn. Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông Yên Bái như chương trình nghệ thuật với chủ đề Thanh âm giữa ngàn mây gồm 3 chương, khát vọng lời khèn, âm vang trong mây ngàn và tiếng khèn gọi mùa xuân diễn ra vào tối 23 tháng 12. Chương trình Khèn Mông, không gian trưng bày văn hóa dân tộc Mông, giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Mông, hội thi múa khèn, hoạt động bay dù lượn tại đèo Khao Phạ, ngắm những cây hoa tớ dày nở rực hồng. Đặc biệt, trong đêm khai mạc sẽ diễn ra lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn Mông, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn. Những ngày này, không khí chào đón Giáng sinh đã rộn ràng khắp nơi. Tại các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Nam Định, bà con giáo dân đang khẩn trương hoàn tất công việc trang trí, chuẩn bị đón một mùa Noel an lành. Đã thành thông lệ, cứ cách ngày lễ Giáng sinh khoảng 2 tuần là bà con giáo họ Phú An, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường lại tụ tập về nhà thờ để làm hang đá, trang trí các tiểu cảnh xung quanh nhà thờ. Bà con giáo dân mỗi người một công việc, từ việc đơn giản như chẻ tre làm khung hay đến công việc phức tạp như vẽ trang trí hang đá, làm đèn LED, mọi người đều nhiệt tình, vui vẻ. Năm nay thì chúng tôi sẽ trang trí là có là ngựa kéo ông già Noel ở dưới hồ và núi đá ở dưới hồ. Và còn mô hình ở dưới hồ chúng tôi sẽ trang trí vào tầm đến hôm 20 là sẽ hoàn thành. Ở giáo họ này là như các bạn trẻ là rất là nhiệt tình để tham gia những cái gì mà đã ban hành giáo rồi các cụ để truyền lại cho nên là tất cả mọi người là rất là nhiệt tình hô hào về cái chuyện mà làm về Giáng sinh. Nam Định có gần 600 nhà thờ, trên 140 giáo xứ, hơn 500 giáo họ với trên 470.000 giáo dân. Những năm qua, với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng xứ đạo, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, xứ đạo, họ đạo không ma túy. Lễ Giáng sinh cũng là dịp để mọi thành viên, con cháu trong gia đình ở nơi xa về sum họp, đoàn tụ để thể hiện sự đoàn kết, cùng nhau cầu mong những điều tốt đẹp. Năm nay thì Giáng sinh năm nay là giáo xứ chúng tôi là vui mừng nhất là được Giáng xứ mới, cái gì cũng đổi mới và tâm hồn cũng đổi mới thì năm nay là Giáng sinh chúng tôi đang làm hiện nay là được 99% rồi, là rất là tốt đẹp. Lễ Giáng sinh ngày nay không chỉ là ngày lễ lớn của đồng bào theo đạo Công giáo mà đang dần trở thành ngày hội lớn của đại đa số người dân trong vùng trên tinh thần đoàn kết lương giáo. Bởi tất cả mọi công dân trong cộng đồng đều chung suy nghĩ và cùng hướng đến những điều tốt đẹp, an lành, bình yên trong cuộc sống. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Các quan chức của Israel và Qatar ngày hôm qua đã gặp nhau tại Na Uy nhằm thảo luận khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn mới, kèm trao trả con tin giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khẳng định điều này và chỉ thị cho một lệnh ngừng bắn mới có thể giữa hai bên. Cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy giữa Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani và Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel David Barnea. Qatar là nước đóng vai trò trung gian hòa giải chính giữa Israel và phong trào Hamas. Nước này đã tích cực thúc đẩy giữa hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn, giúp các con tin ở Dải Gaza được phóng thích, đổi lấy sự tự do cho các tù nhân người Palestine bị Israel giữ. Trong đợt ngừng bắn nhân đạo đầu tiên kéo dài một tuần vào cuối tháng trước, phía Hamas đã trả tự do cho trên 100 con tin là phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài. Đổi lại phía Israel cũng phóng thích 240 tù nhân, người Palestine, đều là phụ nữ và trẻ em đang bị giam giữ tại nước này. Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày hôm qua cho biết sẽ thúc đẩy nỗ lực cải cách hệ thống tị nạn toàn cầu, đồng thời cảnh báo số người di cư bất hợp pháp tăng cao hiện nay có thể khiến một số khu vực tại châu Âu rơi vào tình trạng quá tải. Phát biểu trong chuyến thăm tại Italia, Thủ tướng Sunak cho rằng tình trạng di cư trái phép đang gây bất ổn xã hội và khẳng định một quốc gia cần tự quyết định những người có thể tới nước mình. Theo đó, cả Anh và Italia đều đang chuẩn bị các biện pháp kiểm soát di cư nhằm trấn áp những băng nhóm buôn người. Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Anh, hai nước mới nhất trí cùng tài trợ một dự án giúp hồi hương tự nguyện người tị nạn trở lại Tunisia. Số người di cư trái phép đến EU trong 11 tháng đầu năm nay đã tăng 17%, lên 335.000 người, chủ yếu theo tuyến đường từ Bắc Phi qua Địa Trung Hải tới Italia. Hiện Italia đang lên kế hoạch đưa những người tị nạn tới Albania để xét duyệt, trong khi Quốc hội Anh mới đây cũng đã thông qua một dự luật khẩn cấp nhằm khôi phục kế hoạch đưa người tị nạn tới Rwanda. Hơn 2 tấn cocaine được ngụy trang tinh vi dưới dạng than củi, mới đây đã bị cảnh sát Colombia thu giữ tại cảng Barranquilla ở nước này. Băng đảng Clan del Golfo được cho là đứng đằng sau đường dây buôn lậu ma túy này. Theo thông tin tình báo mà chúng tôi nhận được, băng đảng Clan del Golfo dự định chuyển 2,4 tấn cocaine này đến châu Âu, Bỉ. Đó là một chuyến hàng chở than trộn với cocaine. Với số ma túy này có thể được định giá lên tới 10 triệu euro, tương đương với 10,8 triệu đô la Mỹ. Nhưng nếu ở thị trường châu Âu, con số này có thể cao hơn nhiều. Đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào hoạt động buôn bán ma túy. Cảnh sát Colombia cũng thông báo, trong năm 2023, đã có 23 vụ bắt giữ các chất cấm có lẫn các thành phần như cà phê, trái cây và thực phẩm đóng hộp. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, giật cấp 6, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, có nơi dưới 3 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, có nơi dưới 9 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, không mưa, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ. Với kim ngạch xuất khẩu, đạt 1,44 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2023. Mỹ tiếp tục giữ vị trí là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong số các thị trường xuất khẩu, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam và đều đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên trong 11 tháng đầu năm 2023. Trong 11 tháng năm 2023, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 với 1,44 tỷ đô la Mỹ, tương ứng chiếm 17,4% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, trị giá xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ lại ghi nhận giảm tới 28%. Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với 1,39 tỷ đô la Mỹ, chiếm 16,8% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và giảm 11,8% so với cùng kỳ. Thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1,24 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15% và giảm 14,9%. Dù sụt giảm về xuất khẩu, đối mặt với nhiều khó khăn trong năm nay, nhưng ngành dệt may Việt Nam đã bứt phá cả về thị trường và mặt hàng với kim ngạch xuất khẩu đạt 40,3 tỷ đô la Mỹ. Chưa năm nào ngành dệt may Việt Nam xuất khẩu nhiều vào các thị trường với 104 thị trường vùng lãnh thổ như năm nay. Hiện Việt Nam đang nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, trong đó Hoa Kỳ là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiếp đó là EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Ngành dệt may Việt Nam còn nhiều dư địa để tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu. Về mặt hàng, các doanh nghiệp đã thay đổi rất nhiều, có sự đa dạng hơn với 36 mặt hàng may mặc. Trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, Vitas kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc tốt hơn cho ngành và xây dựng mục tiêu toàn ngành năm 2024 đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được điều này, toàn ngành cần thực hiện 5 vấn đề lớn, đó là đa dạng hóa thị trường, phát triển bền vững, đầu tư công nghệ, công nghiệp thời trang và tuân thủ và thích ứng nhanh với luật chơi toàn cầu. So với thời điểm nửa đầu năm, số tiền hoàn thuế bình quân tháng đã tăng 37%. Đây là kết quả bước đầu của nhiều giải pháp được ngành thuế quyết liệt triển khai để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp. Đối với những địa phương còn tồn đọng nhiều hồ sơ, ngành thuế sẽ tập trung rà soát giải quyết ngay. Thực tế cho thấy, việc áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng ra kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế đã loại bỏ được sự can thiệp thủ công của cán bộ thuế. Đối với các hồ sơ phân loại vào diện hoàn trước kiểm sau hệ thống xử lý nhanh và đã được doanh nghiệp ghi nhận. Chúng tôi thực hiện hoàn thuế qua Cổng Thông tin Điện tử Quốc gia, thời gian hoàn thuế trong khoảng 6 ngày và chúng tôi được cán bộ thuế hỗ trợ nhiệt tình và nhanh chóng. Trong năm nay, chúng tôi đã được hoàn thuế 40 tỷ đồng. Mặc dù đã đạt được những kết quả ban đầu rất tích cực, nhưng hiện tại, số hồ sơ hoàn thuế tồn đọng tại một số địa phương còn lớn. Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng cán bộ quản lý, giúp giảm số hồ sơ cũng như số tiền còn treo chưa được hoàn và báo kịp thời vướng mắc phát sinh để giải quyết ngay những điểm nóng về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. Thưởng Tết năm nay sẽ không cao và có khả năng ngang bằng năm trước, bình quân khoảng 6 đến 6,5 triệu đồng một người. Nhiều doanh nghiệp cho biết, đến thời điểm này cũng đã có kế hoạch cũng như chuẩn bị nguồn tài chính để thưởng Tết cho người lao động. Khảo sát cho thấy, đa số doanh nghiệp cho biết sẽ giữ nguyên mức thưởng Tết như năm ngoái, phổ biến ở mức 1 tháng lương thực lĩnh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định, đa số doanh nghiệp sẽ thưởng 1 tháng lương 13 và sẽ có doanh nghiệp không có thưởng Tết. Do vậy, đã lên phương án chăm lo Tết cho người lao động sớm, đặc biệt là đối tượng yếu thế, ngừng việc, mất việc. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho gia đình chính sách, người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho gia đình chính sách, người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền chăm lo dự kiến khoảng 916 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, số tiền tăng thêm năm nay chủ yếu để chăm lo cho trẻ mồ côi, người già và các đối tượng khó khăn khác vẫn còn chịu tác động bởi tình hình kinh tế xã hội hậu đại dịch. Năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tham mưu cho thành phố ban hành chính sách chăm lo cho người có công trên địa bàn, dự kiến nâng mức chăm lo so với trước. Bởi những chính sách chăm lo cho người có công đã áp dụng nhiều năm không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã có kế hoạch chăm lo hỗ trợ cho khoảng 139.000 công nhân, người lao động với kinh phí trên 71 tỷ đồng. Chiều 16 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên tại Hà Nội năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng cho biết, tỉnh Điện Biên hiện có 31 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích cấp quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh, 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật xòe Thái và thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngoài ra, Điện Biên là tỉnh duy nhất trong các tỉnh Tây Bắc có sân bay kết nối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, vừa được nâng cấp thành sân bay lớn đủ điều kiện để cho máy bay A320, A321 hoạt động. Hệ thống giao thông đường bộ với các tỉnh trong khu vực đang được quan tâm đầu tư mở rộng. Đó là những yếu tố quan trọng để tỉnh Điện Biên xây dựng và phát triển. Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch Hà Nội đều chung đánh giá Điện Biên có lợi thế lớn thu hút khách du lịch từ thị trường Hà Nội trong vòng cung Đông Tây Bắc. Bên cạnh sản phẩm truyền thống như điểm di tích Điện Biên, khu vực ngã ba biên giới A Pa Chải đã là điểm thu hút khách từ thị trường khách Hà Nội do đường xá dễ đi lại. Do đó, tỉnh Điện Biên cần tích cực quảng bá, truyền thông, tạo điểm nhấn tới du khách. Theo kế hoạch, Festival trình diễn Khèn Mông, lễ hội hoa tớ dày năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 12 tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đây cũng là dịp Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn. Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông Yên Bái như chương trình nghệ thuật với chủ đề Thanh âm giữa ngàn mây gồm 3 chương, khát vọng lời khèn, âm vang trong mây ngàn và tiếng khèn gọi mùa xuân diễn ra vào tối 23 tháng 12. Chương trình khèn Mông, không gian trưng bày văn hóa dân tộc Mông, giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Mông, hội thi múa khèn, hoạt động bay dù lượn tại đèo Khao Phạ, ngắm những cây hoa tớ dày nở rực hồng. Đặc biệt, trong đêm khai mạc sẽ diễn ra lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn Mông, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn. Những ngày này, không khí chào đón Giáng sinh đã rộn ràng khắp nơi. Tại các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Nam Định, bà con giáo dân đang khẩn trương hoàn tất công việc trang trí, chuẩn bị đón một mùa Noel an lành. Đã thành thông lệ, cứ cách ngày lễ Giáng sinh khoảng 2 tuần là bà con giáo họ Phú An, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường lại tụ tập về nhà thờ để làm hang đá, trang trí các tiểu cảnh xung quanh nhà thờ. Bà con giáo dân mỗi người một công việc, từ việc đơn giản như chẻ tre làm khung hay đến công việc phức tạp như vẽ trang trí hang đá, làm đèn LED, mọi người đều nhiệt tình, vui vẻ. Năm nay thì chúng tôi sẽ trang trí là có là ngựa kéo ông già Noel ở dưới hồ và núi đá ở dưới hồ. Và còn mô hình ở dưới hồ chúng tôi sẽ trang trí vào tầm đến hôm 20 là sẽ hoàn thành. Ở giáo họ này là như các bạn trẻ là rất là nhiệt tình để tham gia những cái gì mà đã ban hành giáo rồi các cụ để truyền lại cho nên là tất cả mọi người là rất là nhiệt tình hô hào về cái chuyện mà làm về Giáng sinh. Nam Định có gần 600 nhà thờ, trên 140 giáo xứ, hơn 500 giáo họ với trên 470.000 giáo dân. Những năm qua, với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng xứ đạo, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, xứ đạo, họ đạo không ma túy. Lễ Giáng sinh cũng là dịp để mọi thành viên, con cháu trong gia đình ở nơi xa về sum họp, đoàn tụ để thể hiện sự đoàn kết, cùng nhau cầu mong những điều tốt đẹp. Năm nay thì Giáng sinh năm nay là giáo xứ chúng tôi là vui mừng nhất là được trang xứ mới, cái gì cũng đổi mới và tâm hồn cũng đổi mới thì năm nay là Giáng sinh chúng tôi đang làm hiện nay là được 99% rồi, là rất là tốt đẹp. Lễ Giáng sinh ngày nay không chỉ là ngày lễ lớn của đồng bào theo đạo Công giáo mà đang dần trở thành ngày hội lớn của đại đa số người dân trong vùng trên tinh thần đoàn kết lương giáo. Bởi tất cả mọi công dân trong cộng đồng đều chung suy nghĩ và cùng hướng đến những điều tốt đẹp, an lành, bình yên trong cuộc sống. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Các quan chức của Israel và Qatar ngày hôm qua đã gặp nhau tại Na Uy nhằm thảo luận khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn mới, kèm trao trả con tin giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khẳng định điều này và chỉ thị cho một lệnh ngừng bắn mới có thể giữa hai bên. Cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy giữa Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani và Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel David Barnea. Qatar là nước đóng vai trò trung gian hòa giải chính giữa Israel và phong trào Hamas. Nước này đã tích cực thúc đẩy giữa hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn, giúp các con tin ở Dải Gaza được phóng thích, đổi lấy sự tự do cho các tù nhân người Palestine bị Israel giữ. Trong đợt ngừng bắn nhân đạo đầu tiên kéo dài một tuần vào cuối tháng trước, phía Hamas đã trả tự do cho trên 100 con tin là phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài. Đổi lại, phía Israel cũng phóng thích 240 tù nhân, người Palestine, đều là phụ nữ và trẻ em đang bị giam giữ tại nước này. Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày hôm qua cho biết sẽ thúc đẩy nỗ lực cải cách hệ thống tị nạn toàn cầu, đồng thời cảnh báo số người di cư bất hợp pháp tăng cao hiện nay có thể khiến một số khu vực tại châu Âu rơi vào tình trạng quá tải. Phát biểu trong chuyến thăm tại Italia, Thủ tướng Sunak cho rằng tình trạng di cư trái phép đang gây bất ổn xã hội và khẳng định một quốc gia cần tự quyết định những người có thể tới nước mình. Theo đó, cả Anh và Italia đều đang chuẩn bị các biện pháp kiểm soát di cư nhằm trấn áp những băng nhóm buôn người. Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Anh, hai nước mới nhất trí cùng tài trợ một dự án giúp hồi hương tự nguyện người tị nạn trở lại Tunisia. Số người di cư trái phép đến EU trong 11 tháng đầu năm nay đã tăng 17%, lên 335.000 người, chủ yếu theo tuyến đường từ Bắc Phi qua Địa Trung Hải tới Italia. Hiện Italia đang lên kế hoạch đưa những người tị nạn tới Albania để xét duyệt, trong khi Quốc hội Anh mới đây cũng đã thông qua một dự luật khẩn cấp nhằm khôi phục kế hoạch đưa người tị nạn tới Rwanda. Hơn 2 tấn cocaine được ngụy trang tinh vi dưới dạng than củi, mới đây đã bị cảnh sát Colombia thu giữ tại cảng Barranquilla ở nước này. Băng đảng Clan del Golfo được cho là đứng đằng sau đường dây buôn lậu ma túy này. Theo thông tin tình báo mà chúng tôi nhận được, băng đảng Clan del Golfo dự định chuyển 2,4 tấn cocaine này đến châu Âu, Bỉ. Đó là một chuyến hàng chở than trộn với cocaine. Với số ma túy này có thể được định giá lên tới 10 triệu euro, tương đương với 10,8 triệu đô la Mỹ. Nhưng nếu ở thị trường châu Âu, con số này có thể cao hơn nhiều. Đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào hoạt động buôn bán ma túy. Cảnh sát Colombia cũng thông báo, trong năm 2023 đã có 23 vụ bắt giữ các chất cấm có lẫn các thành phần như cà phê, trái cây và thực phẩm đóng hộp. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, giật cấp 6, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, có nơi dưới 3 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, có nơi dưới 9 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội không mưa, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ.